Hảo con, không nhận ra mẹ trong ảnh cưới, cô cậu còn dám chê mẹ xấu hơn cô gái khác khiến người bố sén ngang. Hả? Bố à? Bố với ai? Đây là cô Su mà, không phải mẹ đâu. Không phải là cô Su, đây là mẹ Giang mà. Không phải. Sao lại không phải? Vì cái vì mẹ có sinh đâu. Được, Hảo An. Mới đây một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người sau khi xem xong chỉ biết cầu nguyện cho hai bố con không bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Cụ thể trong lúc đút con ăn, người bố rảnh rỗi xin ông nội đã chỉ vào ảnh cưới của hai vợ chồng hỏi cô cậu vài câu. Thế nhưng cậu bé nhất quyết một hai khẳng định đó không phải là mẹ cậu, vì mẹ có xinh đến thế đâu, khiến người bố nghe xong thì rén ngang. Mẹ xinh như thế mà, lên ảnh nhìn khác tí rồi đấy. Con với trẻ cài đó bảo có phải mẹ xinh đâu. Thế đây là ai? Cô Linh Su mà. Linh Su? Cô Linh Su mà. Đùa, con nói như thế mất con điểm. Được rồi, bố sẽ quay clip này vào mách mẹ. Con bảo đấy là cô Linh Su nhá. Đây rõ ràng là mẹ Giang với cả bố Hòa. Đấy là cô Linh Su mà. Lại được rồi, ok. Tao sẽ mách mẹ mày nhá. Thế cô Linh Su xinh không? Có. Cái gì? Có. Xinh bằng mẹ Giang không? Ừ. Xinh bằng mẹ Giang cơ à? Mách mẹ. Không biết cô Linh Su đang ở đâu, có xinh thật như cậu bé nói không? Chưa thấy tối nay hai cha con xác định ngủ đầu đường xó chợ rồi đây. Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người không nhịn được cười vì độ thật thà của cậu bé. Một số người để lại bình luận như sau: lỗi không nằm ở thằng bé, lỗi là do chú thợ ảnh sửa quá có tâm. Trẻ con hay nói thật, trường hợp này tôi cũng hơi hoang mang. Giống cháu mình nhìn ảnh cưới của bố với mẹ nó, kiên quyết bảo là bố với bạn gái bố, chứ không nhận đấy là mẹ nó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.